đăng ký ngay khóa học luyện đề chuyên sâu để có thể cùng chị Hiên bứt phá trong giai đoạn cuối này trước khi đến với kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay các bạn nhé. Đây là khóa học sẽ giúp cho chúng mình tìm hiểu sâu về phương pháp làm các phần đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Thêm vào đó, chúng mình còn có những bài tập thực chiến để các bạn sau khi học phần phương pháp có thể thực hành ngay. Và quan trọng nhất là chúng mình sẽ cùng với nhau đi luyện bộ đề có cấu trúc gần sát nhất với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đây sẽ là một sự chuẩn bị cực kỳ kỹ càng để chúng mình có được tâm thế tốt nhất trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này đấy. Hãy nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để có thể tìm hiểu về thông tin khóa học và hẹn gặp lại các em ở trong khóa học luyện đề chuyên sâu cùng với nhau đạt những số điểm thật cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới các bạn nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay sẽ là một bài văn tham khảo dành cho các bạn về một cái đề bài liên quan tới tác phẩm Vợ Nhặt. Và chị hy vọng rằng là với một cái phần phát trực tiếp như thế này có thể giúp cho các bạn sẽ có thể gọi là yêu thích cái tác phẩm này hơn này. Và dựa vào những cái gì chị chia sẻ thì các bạn sẽ có thể chủ động viết được những cái bài viết thật là hay nhá. Chúng mình sẽ cùng với nhau gì nhở? Chúng mình sẽ cùng với nhau chủ động tìm hiểu một cái đề liên quan tới tác phẩm Vợ Nhặt ở trong cuốn này nhá. Có thể thấy rằng khi nói về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng ta đều biết đó là một cái tác phẩm mà dường như thắp lên ở trong chúng ta rất nhiều niềm tin và hy vọng vào tương lai tươi sáng, đúng không ạ? Nói như nhà văn Nguyễn Khải thì sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là chúng ta phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Và quả thực thì cái tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân đã thêm một lần nữa tiếp thêm cho chúng ta niềm tin và động lực vào cuộc sống này. Chúng ta hiểu rằng dẫu rằng có biết bao nhiêu những cái gian khó bản thân phải đối diện, đúng không ạ? Thì chúng ta vẫn sẽ có thể vượt qua được tất cả những cái điều đó. Ok không nào? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại với đề bài ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn. Chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về một trong số những cái nhân vật. Đây là một trong số những cái nhân vật mà cũng rất thường được hỏi khi đề cập đến tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đó là nhân vật người vợ nhặt. Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Các bạn ơi, nếu như có thể thì các bạn có thể dành thời gian tìm hiểu về cái cuốn này. Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm của chúng ta. Được không ạ? Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Rồi, ok. Đây ạ, chúng ta có nhân vật. Nào, hãy chú ý giúp cho chị nhá. Chúng ta sẽ có đề bài liên quan tới. À, các bạn đang nói với chị là chị ơi, chị làm về bà cụ Tứ đi. Hay là chúng mình làm về bà cụ Tứ nhỉ? Nào, những bạn nào vote là chúng mình sẽ làm về bà cụ Tứ ạ, thì chúng mình cũng có thể làm về bà cụ Tứ cũng được. Các em ơi, nào, nếu không thì chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu một cái bài viết về bà cụ Tứ nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về bà cụ Tứ nhá. Ai đồng ý giơ tay chị xem, muốn thấy cánh tay của các bạn quá. Chúng mình ơi, dạo này là chúng mình lười tương tác với chị lắm nhá. Hay là vì máy của chị không đọc được comment nhỏ? Hay là thế? Hay là vì máy của chị không đọc được comment nên là chị đang trách nhầm các bạn là các bạn không chịu tương tác với chị nhỏ? Chị đang kiểu như là mông lung lắm. Tại bởi vì về cơ bản là dạo này là kiểu như là nhiều khi các bạn bình luận là chị cũng không thấy luôn á. Chị nói thật, đây là tâm sự thật đấy. Không hiểu vì sao lại như thế. Thì đây, đợi một chút nhá. Đợi một chút để chị xem có phải đúng là chị không đọc được không. Ôi, đúng là chị không đọc được thật. Khi mà chị lên bằng lab, chị nhìn bằng lab ở đây thì lại nhìn thấy rồi. Trời ơi, thế rõ ràng là hóa ra là chị không đọc được comment của các bạn thật này các em này. Ôi, vấn đề là chị không đọc được comment của các bạn thật này. Rồi, đồng ý ạ. Các bạn ơi, hóa ra là chị không đọc được comment thật, chứ không phải là các bạn không tương tác với chị. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về nhân vật bà cụ Tứ trước nhá. Rồi, nói chung là sẽ còn rất nhiều những cái phần phát trực tiếp nữa. Thế nhưng mà hơn 200 bạn đang xem phần phát trực tiếp này ơi. Các bạn đã thả tim cho chị chưa?
Tại sao hơn 200 bạn xem mà bây giờ chị mới chỉ có thấy hơn 100 bạn thả tim cho chị là thế nào? Ít nhất là cũng phải thả tim để động viên chị Hiên, để chị Hiên kiểu như là tin tưởng vào những cái điều mình đang làm là có ích đối với các em chứ. Chị đã nói rồi, nguyện vọng của chị ấy là mỗi ngày chỉ mong muốn là giúp cho 10 bạn thích học môn này hơn và học tốt môn này hơn thôi. Đấy, thế nên là trước tiên là chúng mình ơi, chúng mình gọi là thả tim cho chị cái, cho chị có động lực cái nhở. Được không? Thả tim cho chị cái, cho chị có động lực cái. Được không? Rồi, đồng ý nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái bài viết tham khảo ngày hôm nay, được trích từ cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Cụ thể như thế này. Đây ạ, phân tích vẻ đẹp hình tượng người mẹ nghèo bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Mở bài như sau. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết trong tác phẩm của mình. Đây là dạng mở bài sử dụng nhận định ạ. Và nhận định này là hướng về đề tài ạ. Và đề tài này chính là về đề tài người mẹ ạ, trở đi trở lại trong các tác phẩm văn học ạ. Ok không nào, hiểu không? Hiểu ý tưởng không? Đó thì từ cái gợi ý của chị như thế, bây giờ các bạn muốn triển khai theo cái hướng đấy thì các bạn chủ động tìm thêm những cái đoạn thơ viết về mẹ. Xong rồi các bạn gọi là lồng vào đây để biến thành một cái mở bài riêng của các em theo cái định hướng mà chị vừa nói với các em đấy. Thế về cơ bản là ở đây bên cạnh chia sẻ về một cái bài văn tham khảo thì chị còn tiếp thêm cho các bạn, chia sẻ thêm với các bạn đó là những cái ý tưởng nữa cơ. Thế nên là chị rất là mong rằng là các bạn cũng có thể chủ động tiếp thu những cái ý tưởng đó nhá. Ok không? Rồi, ở đây chúng mình có này. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết trong tác phẩm của mình. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con. Không biết từ bao giờ, hình ảnh người mẹ hay tình mẫu tử đã trở thành đề tài trở đi trở lại trong rất nhiều những sáng tác nổi bật và để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Có phải bởi vì đó là thứ tình cảm gắn bó nhất, đáng trân trọng nhất của ta trong cuộc đời này? Đến với những trang văn vừa chân chất vừa mộc mạc, giản đơn của Kim Lân, thêm một lần nữa ta bắt gặp hình ảnh của người mẹ nghèo mang trong mình lòng yêu thương con hết mực. Đó là bà cụ Tứ, người mẹ nhân hậu của miền quê đồng bằng Bắc Bộ trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn này. Người mẹ ấy mang trong mình thật nhiều những phẩm chất đáng quý, dù cuộc đời của bà đã phải trải qua là đằng đẵng những bất hạnh và khổ đau. Được không ạ? Các bạn ơi, ví dụ là như thế. Thì các em có thể thấy ở đây là cực kỳ đơn giản. Chị vừa chia sẻ với chúng mình xong, cái ý tưởng chúng mình đi ở đây là đi từ một cái đoạn thơ viết về mẹ, và cụ thể ở đây là đi từ đề tài người mẹ. Ok không ạ? Các bạn cũng có thể làm theo cái ý tưởng này, nhưng không nhất thiết phải lấy cái đoạn thơ của nhà thơ Chế Lan Viên, mà các bạn có thể sử dụng những đoạn thơ khác. Chỉ cần các bạn làm một thao tác rất nhỏ, đó là chủ động tìm kiếm những cái bài thơ viết về hình ảnh người mẹ, là các bạn đã có một cái mở bài khác cho riêng mình rồi. Được chưa nào? Hãy dựa vào gợi ý của chị để làm cho bài viết của mình trở nên hay hơn nhá, em nhá. Được không nào? Ok không ạ? Các bạn ơi, nếu các bạn muốn mua cái cuốn này thì các bạn có thể chủ động nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên giúp chị nhá. Được không? Chị nghĩ là đây là thời điểm cực kỳ phù hợp để chúng ta săn thêm những cái cuốn sách tham khảo, để có thể có thêm cho mình được những cái bài viết hay, có thêm những cái ý tưởng cho bài viết của các em. Được không ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá. Thân bài. Các bạn ơi, các bạn đều biết rằng là phần thân bài đối với cái luận điểm số 1 ấy, thì chúng ta phải đi về cái gì nhở? À, chính xác, đây là luận điểm về tác giả tác phẩm. Được không ạ? Thân bài với luận điểm số 1 là về tác giả tác phẩm. Luận điểm 1 của phần thân bài. Ai chưa biết bố cục của bài văn thì ngày hôm nay cũng thêm một lần nữa được chỉnh đốn lại nhá. Được không nào? Ai chưa biết thì cũng thêm một lần nữa được chỉnh đốn lại nhá. Rồi, chúng ta sẽ có ở đây luận điểm số 01 về tác giả tác phẩm như sau. Với giọng văn nhẹ nhàng gần gũi đôn hậu nhưng vẫn sâu sắc ý nhị, lối kể chuyện rất duyên dáng đời thường, Kim Lân chủ trương viết về người nông dân nghèo, vì với ông họ bao giờ cũng thiệt thòi, nên nhà văn muốn đòi cho những con người đó quyền làm người và quyền sống. Chuyện ngắn Vợ Nhặt được Kim Lân sáng tác vào năm 1954 khi hòa bình lặp lại.
Tâm sự về viết truyện ngắn này, Kim Lân chia sẻ: các bạn có thể thấy ở đây là một cái cách nữa, thêm một cái ý tưởng nữa cho chúng mình khi khai triển cái luận điểm số 01. Đây là cái luận điểm mà chúng mình phải trọng tâm nói về hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm mà, đúng không? Thế thay vì cái việc là chị gọi là kiểu giống như là chị nói lại về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này, thì chị đã dùng một cái cách rất là hay ho, đó chính là chị mượn lời của Kim Lân để tự ông ấy nói về cái hoàn cảnh sáng tác, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Thì các em cũng có thể thử sử dụng cái cách này cho cái luận điểm số 01 nhá. Được chưa ạ? Đây như sau. Tâm sự về việc viết truyện ngắn này, Kim Lân chia sẻ: ban đầu tôi viết truyện một truyện dài có tên là Xóm Ngụ Cư. Tôi viết đến chương thứ 5 thì dừng lại. Sau khi hòa bình lập lại, tôi và Nguyên Hồng làm tờ báo văn. Trong bản thảo Xóm Ngụ Cư có một đoạn luôn ám ảnh tôi, là đoạn viết về những người đói, về những buổi sáng ở vùng quê người ta ra chợ nhặt xác người đi chôn. Tôi viết lại chương đó thành truyện ngắn Vợ Nhặt mà không đọc lại bản thảo cũ. Truyện ngắn Chuyện Vợ Nhặt hoàn toàn không có thực mà do tôi sáng tạo ra. Có thể thấy, Kim Lân đã sáng tạo một câu chuyện dù không có thật nhưng lại rất chân thực, phản ánh đúng hình ảnh của những người nông dân trong nạn đói khốn cùng lúc bấy giờ. Được không các em? Hay ho không ạ? Tức là mình không tự nói về cái hoàn cảnh sáng tác bằng cái lời văn của mình, mà mình mượn lời của tác giả. À, được không ạ? Thêm một cái ý tưởng mới cho chúng mình nhá. Tìm thêm những cái nguồn tài liệu, tìm thêm những cái nguồn tài liệu về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, hay cụ thể là tác giả nói về tác phẩm. Thế là mình sử dụng cái đoạn đó để biến thành cái đoạn mà mình nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này luôn. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Được không? Được không các em? Ok không? Rồi, tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Rồi, chúng ta sẽ có như sau. Bắt đầu phân tích này. Bắt đầu phân tích nhân vật ạ. Luận điểm số 2 trong phần thân bài, bắt đầu phân tích nhân vật như sau. Trong truyện ngắn Vợ Nhặt, có lẽ vẻ đẹp của sức sống vừa đơn sơ, vừa đắng cay, vừa đớn đau, nhưng lại lóe lên những tia sáng đạo đức và danh dự mà Kim Lân để cho người đọc cảm động nhất chính là hình tượng nhân vật bà Cụ Tứ. Một người mẹ nông dân hiền, một người mẹ nông dân chịu nhiều đắng cay thiệt thòi trong cuộc sống, nhưng lại tiêu biểu cho vẻ đẹp tâm hồn với tấm lòng nhân ái, bao dung. Trong thời khắc khủng khiếp của nạn đói mà nói như thi sĩ Bàng Bá Lân: trên thân mình còn dính một chút da, dù chưa chết đã bốc mùi tử khí. Gia cảnh của bà Cụ Tứ cũng chẳng khá giả gì. Đang nói về nhân vật này đấy ạ, giới thiệu về nhân vật này đấy ạ, được chưa nào? Hai mẹ con chỉ sống dựa vào đồng phu xe ít ỏi của chàng. Cuộc sống đang ngấp nghé bên bờ vực của cái chết. Việc con trai bà lấy vợ quả thật là khó tin. Điều này đã gây nên sự xáo trộn rất lớn trong tâm trí của người mẹ. Miêu tả quá trình thay đổi tâm trạng của bà, tâm trạng của người mẹ, người ngòi bút Kim Lân đã làm cho người đọc xúc động mãnh liệt. Bà xuất hiện ở giữa thiên truyện qua ngòi bút miêu tả chân thực của Kim Lân, với hình ảnh của một người mẹ già đã sức cùng lực kiệt. Trong cái ngày u ám đó, cái trạng vạng của chiều hôm tê tái, dáng đi lọng khọng và tiếng ho húng hắng của bà đã gây ra ám ảnh cho người đọc. Bà là một người mẹ nghèo khổ, quá bụa, chồng và con cái đều đã chết. Bà ở vậy nuôi con, gia cảnh thì nghèo khổ. Cái được gọi là nhà thực chất lại là túp lều rách nát, nằm bên mảnh vườn mọc lồn nhồn những búi cỏ dại. Chàng, anh con trai của bà không được như con nhà người ta. Chàng vụng về, xấu xí, thô kệch. Ban đầu khi trở về nhà, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Chính sự xuất hiện của người đàn bà ấy đã làm cho lòng của người mẹ ngổn ngang biết bao tâm trạng. Vừa ngạc nhiên, vừa tủi thân, vừa mừng, vừa lo. Trước hết là tâm lý ngạc nhiên. Các bạn ơi, bắt đầu chuyển từ cái phần mà chúng ta giới thiệu về nhân vật ngắn gọn, sau đó chúng ta chuyển sang cái phần bắt đầu nói về diễn biến tâm lý của nhân vật này. Chú ý giúp chị nhé.
Bà ngạc nhiên vì sự đon đả khác lạ của chàng. Ngạc nhiên vì người đàn bà lạ ở trong nhà. Bởi thế, đôi chân của bà cứ theo con mà cứ đứng sững lại, có lúc cứ phấp phỏng. Phấp phỏng có nghĩa là tâm lý bất an, lo lắng, băn khoăn, không biết điều gì đón đợi mình ở phía trước. Nếu như anh cu chàng sau những phút giây trợn, thì anh ta đi thẳng vào niềm vui, tâm lý phát triển theo chiều thẳng đứng. Còn bà cụ tứ thì sau giây phút ngạc nhiên là một tâm lý phức tạp. Biết bao nhiêu những cái câu hỏi cứ ngổn ngang ở trong lòng bà. Căn nhà tuỳnh toàng rách nát bấy lâu nay chỉ có bà và anh con trai. Họ Mạc thì đã thất tán, nên sự xuất hiện của người đàn bà lạ kia quả là một sự kiện bất ngờ. Hàng loạt những câu hỏi nghi vấn dồn dập trong đầu bà. Quái, sao lại có người đàn bà nào đứng trong nhà mình thế kia? Người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thằng con mình? Sao lại chào mình bằng u? Không phải con cái đục mà. Ai thế nhỉ? Thực ra sự ngạc nhiên của bà cụ tứ là sự ngạc nhiên của biết bao người. Từ xóm ngụ cư và ngay cả đến chàng vẫn còn không tin nổi. Nhưng thành thực mà nói, một người từng trải như bà sống mấy chục năm trên cõi đời này, bà là người giàu kinh nghiệm. Hơn nữa việc con cái lớn lên, muốn thành thất, thành gia, thì người mẹ nào lại không nhạy cảm trước chuyện hệ trọng đó của con. Nhưng ở đây ta có thể thấy, nạn đói dường như đã làm cho người mẹ ấy mất đi sự nhạy cảm này. Chính vì vậy, sự ngạc nhiên đó kéo dài, rồi đến lúc bà không dám tin đó là sự thật. Hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn, nhưng hình như nó cứ lại nhoèn ra mãi. Tuy nhiên thái độ của chàng, cùng không khí thiêng liêng của gia đình và câu mở lời của chàng: "Nhà tôi, nó mới về làm bạn với tôi đấy u à?" thì bà cụ tứ bây giờ đã hiểu ra cơ sự. Bà không ngạc nhiên nữa, cũng không giận dữ, lại càng không vui mừng, mà lòng bà bây giờ trở nên trăm mối tơ vò. Bà vừa hờn tủi, vừa xót xa, lại thương con đến thắt lòng. Khi hiểu ra cơ sự, bà cụ tứ chỉ cúi đầu nín lặng. Trong lòng người mẹ chợt trào lên biết bao nhiêu nỗi niềm, là sự tủi hờn, là cảm xúc vừa mừng vừa lo. Kim Lân dùng hai chữ cúi đầu mang đến cho người đọc một cảm nhận xót xa. Đằng sau cái cúi đầu ấy có gì đó vừa uất nghẹn vừa cay đắng. Lòng người mẹ đa cảm bỗng cảm thấy tủi thân tủi phận. Bà buồn vì mình chưa làm tròn bổn phận của người mẹ. Bởi cuộc đời của người mẹ không chỉ sinh con ra nuôi con lớn lên, mà còn có trách nhiệm gây dựng gia đình cho con, chăm lo cháu chắt. Mà bây giờ bà chỉ có hai bàn tay trắng. Chao ôi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Còn mình thì... Nhà văn đã bỏ lửng suy nghĩ của bà bằng dấu ba chấm. Ba chấm ấy giống như những nốt lặng trong tâm hồn của người mẹ, mà ở đó bạn đọc có thể nhìn ra, đó là sự tủi phận đang trào dâng. Nhà văn đã để cho nhân vật của mình khóc. Trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rỉ xuống hai dòng nước mắt. Đó là dòng nước mắt cơ cực của cuộc đời, cũng là những giọt nước mắt đã cạn kiệt vì cuộc đời người mẹ đã khóc quá nhiều. Từ tâm lý đó, bà cụ tứ chuyển sang nỗi tủi thân thành lòng xót thương. Xót thương vì người ta có gặp bước đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình, mà con mình mới có vợ được. Bà thừa hiểu con nằm mơ thì thằng con mình cũng chẳng lấy được vợ. Mà người ta có cưới vợ thì cũng phải cưới một cách hiền hách, còn chàng lại là đi nhặt vợ. Nói như vậy không có nghĩa là bà khinh thường người con dâu, mà ngược lại trái tim của người mẹ ấy bao dung hơn bao giờ hết. Bà chấp thuận việc của hai đứa. Bà tỏ ra rất gần gũi và chân tình. Nhìn người đàn bà đứng vân vê tà áo đã rách bợt mà lòng đầy xót thương. Chính tình cảm ấy đã xóa nhòa đi rất nhiều mặc cảm cho người con dâu, trả lại danh dự cho người phụ nữ mang tội là theo trai. Biết bao nhiêu suy nghĩ đã tự an ủi và trấn an mình, nhưng bao nhiêu âu lo trong lòng người mẹ già vẫn cứ canh cánh,
là bởi vì thương con trai của mình, là bởi vì thương con dâu của mình. Những trăn trở ấy đều có căn nguyên cả. Biết chúng nó có nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không? Trái tim nhân ái của người mẹ đã mách bảo bà phải đồng ý cho cuộc tình duyên ấy. Thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau, U cũng mừng lòng. Chuyện con lập gia đình là điều vui, sao mẹ chỉ mừng? Phải chăng ám ảnh về nạn đói đã lấn át đi niềm vui của mẹ? Đó cũng là câu nói chân thành chứa đựng những tình cảm sâu sắc của người mẹ, làm cho không khí gia đình đã thiêng liêng lại càng thiêng liêng hơn. Câu nói đó còn chứa biết bao nhiêu vẻ đẹp của tấm lòng nhân hậu, sự yêu thương, cưu mang, đùm bọc của bà dành cho con dâu. Bà đã an ủi nàng dâu mới. Kể ra có làm được dăm ba mâm thì phải đấy, nhưng nhà mình nghèo, cũng chả ai người ta chấp nhận chi cái lúc này. Cốt làm sao chúng mày hòa thuận là U mừng rồi. Năm nay thì đói to đấy, chúng mày lấy nhau lúc này U thương quá. Lời nói giản dị chân chất của một người mẹ hiền cũng chính là minh chứng cho sự bằng lòng của bà dành cho hôn sự của con. Bà nhìn cô con dâu bằng tất cả sự xót thương chứ không hề coi thường. Tấm lòng nhân ái bao la ấy, có bao la và cao thượng ấy, thật đáng quý biết bao. Trong tình cảm của người mẹ, sự yêu thương và vui mừng lại đi kèm lo lắng. Làm sao không lo cho được khi mà nạn đói đang diễn ra, cái chết lúc nào cũng cận kề. Đời bà thì đã già, có chết cũng chẳng tiếc nuối gì. Nhưng còn các con, dù sao thì cuộc đời cũng vẫn còn dài, nhưng liệu chúng nó có nuôi nổi nhau qua cơn đói này không? Rồi bà nghĩ về cuộc đời dài dằng dặc của bà, của ông lão, của cô con gái út, bóng tối như trùm lên hai con mắt. Bằng tấm lòng nhân đạo bao dung của mình, nhà văn không cho phép nhân vật của mình tuyệt vọng. Bởi lẽ, bà cụ Tứ, người mẹ nghèo ấy, chính là chỗ dựa tinh thần cho những đứa con. Bà cụ Tứ không giúp được gì cho đôi vợ chồng son về vật chất, nhưng bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con. Tục ngữ Việt Nam có câu, người sống, đống vàng. Còn Kim Lân khi viết truyện ngắn này thì đã nung nấu rằng, khi viết về con người năm đói, người ta thường viết về những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Riêng tôi muốn viết về con người không nghĩ đến cái chết mà chỉ nghĩ đến cái sống. Đã sống thì phải sống cho ra cuộc sống con người. Có lẽ vì vậy mà Kim Lân đã để cho bà cụ Tứ thổi sức sống cho con bằng triết lý dân gian. Ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Triết lý ấy cũng là kinh nghiệm sống của bà, sự từng trải của một người mẹ đã kinh qua bao khó nhọc trong đời. Triết lý ấy đã làm bừng sáng lên tia hy vọng và làm ấm lòng đôi vợ chồng son. Đó là lời động viên chí tình chí nghĩa mà bà, người mẹ muốn nhen lên trong lòng các con của mình để các con có đủ sức mạnh vượt qua nạn đói. Tâm lý của bà cụ Tứ thay đổi tích cực sau đêm tân hôn của đôi vợ chồng son. Sáng hôm sau khi mới ngủ dậy, hạnh phúc của con làm bà vui hơn, tràn trề hy vọng. Bà dậy sớm cùng con dâu thu dọn nhà cửa như để chào đón một cuộc sống mới, vui tươi. Làm ăn có cơ khấm khá hơn đang mở ra phía trước. Dáng vẻ và tâm thế của bà nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác hẳn ngày thường. Chàng nhận rõ sự biến chuyển khác thường đó. Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm tươi tỉnh các ngày thường. Cái mặt bùng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên. Bà lão xăm xắn thu dọn quét tước nhà cửa. Đặc biệt trong bữa cơm ngày đói, Kim Lân đã miêu tả bữa cơm ngày đói thật thê thảm. Bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại. Giữa cái mẹt rách có độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo, nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành. Bữa cơm đón nàng dâu không có sơn hào hải vị, không có của ngon vật lạ mà chỉ có những gì gọi là thê thảm nhất của sự khốn cùng: mẹt rách, rau chuối, muối, cháo. Nhưng sự thiếu thốn về vật chất ấy được bù đắp về mặt tinh thần bởi cả gia đình đã có thêm một thành viên mới, một hạnh phúc mới. Bởi vậy mà cả nhà đều ăn rất ngon lành. Trong không khí vui vẻ đầm ấm hạnh phúc, bà cụ Tứ đã thêm một lần truyền động lực sống cho các con. Bao trùm không khí bữa ăn vẫn là rào rạt tình người. Bà cụ Tứ chắt chiu, chút niềm vui, cố gắng tạo ra không khí hòa hợp và vui vẻ. Bà vừa là người thắp lửa, cũng là người truyền lửa, thắp lên những niềm vui lạc quan vào cuộc sống và truyền cho con cái niềm lạc quan ấy để các con hướng về tương lai. Bà cụ vừa ăn,
vừa kể chuyện làm ăn, gia cảnh với con dâu. Bà lão nói toàn chuyện vui, toàn chuyện sung sướng về sau này. Điều mà chúng ta có thể thấy, đây là hình ảnh của một người mẹ mang trong mình niềm tin vào tương lai tươi sáng. Đói khát, vốn dĩ không thể quật ngã người mẹ nông dân này được. Câu chuyện đàn gà mẹ mang đến trong bữa ăn ngày đói càng trở nên đầm ấm. Khi nào có tiền, ta mua lấy đôi gà. Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà ăn cho mà xem. Từ đôi gà thành đàn gà. Đó là sự lạc quan và niềm tin mãnh liệt của người mẹ vào tương lai. Chính bà lão gần đất xa trời đang cố gắng tìm cách nhen nhóm niềm tin và hy vọng cho các con. Bà tin vào sự sinh sôi sẽ lấn át sự hủy diệt, sự sống sẽ lấn át cái chết. Cũng như chúng ta luôn tin vào đôi vợ chồng này, rồi họ cũng sẽ tự sinh tồn và vượt qua nạn đói để sinh con. Chính đây chính là chi tiết thể hiện cho niềm tin của bà cụ vào tương lai, một tương lai tốt đẹp. Thế nhưng niềm vui của bà cụ thật tội nghiệp khi miếng cháo cám trở nên đắng chát và nghẹn bứ trong cổ. Lúc này cái đen tối của hiện tại, cái mờ mịt của tương lai trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Và mọi hy vọng, mọi niềm vui cũng tan tành trong chốc lát. Bà tự hào về nồi chè khoán mà thật ra là nồi cháo cám để đãi nàng dâu mới đã khiến người đọc cảm động đến ứa nước mắt vì tình cảm của người mẹ nghèo khổ ấy. Bà tự hào bởi xóm ta khối nhà còn chả có cháo cám mà ăn đấy. Vậy là nhà bà sang nhất xóm, giàu có hơn nhà người. Niềm tự hào ấy nghe sao chân thành mà đáng thương làm sao. Thế nhưng trong giây phút cơ cực, người ta lại chỉ nghĩ về niềm vui sống, không nghĩ đến điều gì khác. Và vị cháo cám đắng chát ấy là âm thanh dồn dập của tiếng trống thúc thuế từ đình làng dội về, tiếng quạ bay vù vù bên ngoài bãi chợ. Chỉ còn lại là những tín hiệu của cái đói và cái chết ngày càng dữ dội. Lúc này, lời nói của bà cụ Tứ bật ra như một tiếng thở dài hay một tiếng rên. Thế nhưng bà lại không muốn những đứa con của mình buồn hay lo lắng. Có thể thấy rằng tình cảm của bà cụ Tứ dành cho những đứa con của mình là tình mẫu tử sâu nặng, thể hiện đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam, sự cưu mang che chở, sống nhân ái với nhau. Đây cũng là một nhân vật điển hình trong tuyến nhân vật của Kim Lân. Mặc dù sống trong khổ đau và bất hạnh, nhưng vẫn luôn hướng mình về ánh sáng, sự lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời. Tiêu biểu cho hình ảnh người mẹ Việt Nam yêu thương con hết mực, sẵn sàng hy sinh tất cả vì những đứa con của mình. Các bạn thân mến, đó là luận điểm 3 khái quát lại. Và chúng mình có một cái phần kết bài cho đề bài về nhân vật bà cụ Tứ như sau. Có thể thấy rằng đây cũng là một trong những cái nhân vật mà rất thường xuyên được hỏi khi mà chúng ta tìm hiểu về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Thế nên bản thân chị cho rằng là các bạn không được phép coi thường, được không ạ? Các bạn không được phép coi thường đề bài này nhá. Cũng không được phép coi thường hình ảnh bà cụ Tứ đâu nhá. Bởi vì về cơ bản các bạn thấy rằng là đây cũng là một trong số những cái nhân vật mà rất hay được hỏi. Thế nên nếu ví dụ năm nay mà thi vào bà cụ Tứ thì sao? Thì có phải cái việc ngày hôm nay các bạn lắng nghe cái bài tham khảo này là các bạn đã có thêm rất nhiều ý tưởng và ít nhất là các bạn cũng sẽ nhớ được một cái điều gì đó, đúng không nào? Chị nghĩ là như vậy. Phải không ạ? Năm nay nếu như đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào bà cụ Tứ thì sao hả các em? Thì có phải rõ ràng là cái việc các bạn đang xem phần phát trực tiếp ngày hôm nay có một cái ý nghĩa rất lớn, đúng không? Vì ít nhất là chúng mình cũng đã lưu lại được trong đầu một cái gì đấy. Có thể là ý tưởng hoặc có thể là những cái ý chính, được không ạ? Trong cái bài viết này. Ok không nào? Rồi, kết bài chỉ có như sau. Kim Lân đã rất thành công khi xây dựng hình tượng một người mẹ nghèo, mang trong mình vẻ đẹp của những người mẹ Việt Nam với tấm lòng vị tha nhân hậu, yêu thương các con hết mực. Đọc những dòng văn của Kim Lân, xuôi theo những cảm xúc trái tim khi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của bà cụ Tứ, tôi càng thêm hiểu và trân trọng những đức tính đáng quý của bà. Không hiểu sao, những vần thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại vang vọng trong tôi. Và chúng tôi một thứ quà trên đời. Hoàng sợ bàn tay mẹ mỏi, mình vẫn còn một thứ quà non xanh. Các bạn ơi, đây là một cái đoạn thơ trong bài thơ Mẹ và Quả của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Và chị nghĩ là với một cái bài viết về hình ảnh của một người mẹ thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái kết cấu đầu cuối tương ứng, mở đầu bằng một đoạn thơ và sau đó kết thúc bằng một đoạn thơ. Ok không nào? Nhá.
mở đầu bằng một đoạn thơ và kết thúc bằng một đoạn thơ, và mở đầu bằng một đoạn thơ về mẹ và kết thúc cũng là một đoạn thơ về mẹ. Thì đây cũng là một trong những cái ý tưởng tốt để các bạn có thể sử dụng trong cái bài viết của mình nha. Ok không nào? Các bạn ơi, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, và cái phần chia sẻ của chị ngày hôm nay thì có lẽ cũng sẽ dừng lại tại đây. Chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cần phải có rất nhiều thời gian để có thể chủ động xem đi xem lại những cái phần phát trực tiếp của chị, đúng không nào? Và các em ơi, hãy nhớ là đây là một trong những bài viết được trích ra từ cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Và có một cái thông tin khá là thú vị như thế này, đó chính là fanpage Học Văn Chị Hiên thì chuẩn bị được 200.000 lượt thích rồi. Và có một cái món quà, tức là sẽ có một cái chương trình cực kỳ đặc biệt để kỷ niệm 200 lượt thích của fanpage Học Văn Chị Hiên. Thế nên là chị rất hy vọng là gì ạ? Chị rất hy vọng là bây giờ sẽ chỉ còn 10 lượt thích nữa thôi là sẽ đạt 200.000 lượt thích rồi. Chị sẽ có những cái món quà cực kỳ đặc biệt cho các bạn để thay cho cái lời tri ân của chị đến với các bạn, bởi vì các em đã dành tình cảm cực kỳ nhiều cho fanpage Học Văn Chị Hiên, để fanpage Học Văn Chị Hiên được nhận được cái sự uy tín như ở thời điểm hiện tại. Đó, thế nên là sắp tới sẽ có một cái chương trình rất là lớn dành cho chúng mình. Chị chắc chắn về cái điều đấy. Và chị hy vọng rằng là các bạn sẽ thường xuyên theo dõi fanpage Học Văn Chị Hiên, để nếu như có một cái chương trình đặc biệt như thế thì chúng mình cũng sẽ là một trong số những bạn mà nhận được những cái món quà đến từ Học Văn Chị Hiên nhá, được không nào? Còn ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã ở đây cùng với chị. Và chị sẽ hẹn gặp lại chúng mình trong cái phần phát trực tiếp tiếp theo nha, được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye.